Người giàu là dùng tiền để tạo ra tiền. Người nghèo là đánh đổi thời gian, công sức, mồ hôi, xương máu để lấy tiền. Tiền là thứ rẻ nhất. Sức khỏe, thời gian, danh dự, thể xác của chúng ta là cái giá quá đắt. Thế mà mọi người cứ thích bán mấy thứ đó để lấy tiền, lấy cái thứ người ta in ra, càng ngày giá trị càng giảm đi. Mang cái thứ rất đắt của mình để đổi lấy cái thứ càng ngày càng rẻ mạt. Điều tôi nói có đúng không cả nhà? Thời gian của bạn một phút trôi qua là mất một phút. Có lấy lại được không? Không lấy được. Thời gian là vô giá. Phải vậy chưa nào? Cho nên đừng đánh đổi thời gian lấy bất cứ thứ gì các bạn nhé.